căn hộ Avatar Thủ Đức với thông điệp cho cuộc sống dễ dàng hơn, cho một thế hệ trẻ năng động sáng tạo tự tin, thế hệ Millennial. Hơn ai hết, họ luôn mong muốn sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc nhằm ổn định cuộc sống và bứt tốc cho tương lai. Avatar Thủ Đức là dự án căn hộ cao cấp được triển khai vào tại phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, do tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. Dự án căn hộ Avatar tại Thủ Đức có quy mô 5.2 ha với 5 block căn hộ chung cư hơn 2.700 căn hộ. Theo quy hoạch, khu căn hộ Avatar Thủ Đức được thiết kế với diện tích không quá lớn và nhiều loại quy mô có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng. Bên trong căn hộ Avatar Hưng Thịnh được thiết kế khoa học, đầy đủ không gian nghỉ ngơi, sinh hoạt, đảm bảo sự thông thoáng và khả năng đón nhận ánh sáng tự nhiên tốt nhất từ bên ngoài, hạn chế việc sử dụng ánh sáng nhân tạo và máy điều hòa. Khi lựa chọn căn hộ sân vườn Avatar Thủ Đức, cư dân sẽ được tận hưởng không gian sống trong lành tuyệt vời và vô cùng thoáng đáng. Khu căn hộ Avatar Thủ Đức tọa lạc ngay đường số 01, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, nút giao ngã Tư Bình Thái, điểm giao thương quan trọng trong mạch phát triển kinh tế của khu đông thành phố. Đặc biệt, dự án sở hữu vị trí đắc giá ngay mặt tiền đường vành đai 2, tuyến đường đang được nhanh chóng hoàn thiện sẽ mang đến lợi thế kết nối giao thông vượt trội từ thành phố Hồ Chí Minh với các khu vực lân cận. Đây sẽ là lợi thế kép để gia tăng giá trị đầu tư và an cư. Dự án căn hộ Avatar Thủ Đức với vị trí đắc địa, liền kề đường chính dẫn đến các quận, huyện, khu đô thị trung tâm. Cư dân Avatar Thủ Đức có thể dễ dàng tiếp cận chuỗi tiện ích hiện hữu của địa phương, trong đó có chỉ 5 phút di chuyển đến khu công nghệ cao quận 9, đang thu hút nhiều dân cư lao động. Chuyên gia nước ngoài, chỉ 10 phút di chuyển tới quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình và các quận có hạ tầng đô thị phát triển mạnh mẽ. 10 phút di chuyển đến khu vực được quy hoạch làm trung tâm tài chính mới của thành phố Hồ Chí Minh phía đông, khu đô thị Thủ Thiêm. 15 phút di chuyển đến khu Suối Tiên, bến xe miền Đông mới, bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, làng Đại học Quốc gia. 20 phút di chuyển tới khu trung tâm quận 1, nơi các hoạt động kinh tế, vui chơi giải trí diễn ra tấp nập. Với một vị trí địa lý đắc địa như vậy, căn hộ Avatar Thủ Đức đem lại cho cư dân không chỉ sự tiện lợi trong di chuyển mà còn mang đến cho họ nhiều lựa chọn về các hoạt động kinh tế, giải trí và dịch vụ chất lượng cao trong khu vực lân cận. Tiện ích dự án căn hộ Avatar Thủ Đức được lên kế hoạch tỉ mỉ và được thiết kế đồng bộ, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tiện ích nội khu, đem đến cho khách hàng một cuộc sống hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Điểm nhấn của dự án chính là khu công viên rộng lớn được bố trí ngay bên trong với các mảng xanh và vườn hoa được thiết kế hài hòa xen kẽ giữa các khu căn hộ. Không gian yên bình, mát mẻ và trong lành của khu vườn này sẽ mang đến cho cư dân một trải nghiệm sống tuyệt vời. Ngoài ra, hồ bơi tràn trên cao là một trong những tiện ích đẳng cấp của dự án. Được bao quanh bởi làn nước mát lạnh, hồ bơi là điểm đến lý tưởng cho cư dân sau một ngày làm việc căng thẳng. Không chỉ có hồ bơi, dự án còn có các tiện ích khác như công viên, khu BBQ, nhà hàng, quán cà phê, trung tâm thương mại, siêu thị, phòng tập gym, spa cao cấp và khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Bên cạnh đó, chủ đầu tư Hưng Thịnh đã rất chú tâm xây dựng nhiều công trình tiện ích nhằm đưa đến một cuộc sống tiện nghi, hiện đại hơn cho dân cư. Căn hộ Avatar Thủ Đức được thiết kế với ban công riêng rộng rãi nhằm tối đa hóa lượng gió và ánh sáng tự nhiên trong căn hộ. Cùng với đó là luồng không khí đối lưu tạo nên không gian luôn mát mẻ và thoáng đáng. Khu căn hộ được bố trí một cách hợp lý với các mảng xanh và tiện ích giữa các tòa nhà, tạo nên không gian sống xanh mát suốt cả năm giữa lòng đô thị. Cư dân tại Avatar Thủ Đức có thể thỏa sức đáp ứng mọi nhu cầu sống chỉ bằng vài bước chân. Thiết kế căn hộ chung cư Avatar Thủ Đức đã hướng đến sự tối ưu hóa không gian, diện tích và khách hàng là những người trẻ năng động. Đặc biệt, với tích hợp các thiết bị nội thất thông minh, quản lý vận hành căn hộ trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết. Tất cả căn hộ đều được thiết kế với ban công và lô gia riêng biệt, giúp cho không gian sống được thông thoáng hơn. Các phòng ngủ được thiết kế tối ưu hóa ánh sáng và gió tự nhiên thông qua các khu vực cửa sổ rộng lớn. Chất lượng thiết bị nội thất trong các căn hộ cũng được đảm bảo cao cấp. Với diện tích phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường, Avatar Thủ Đức là một lựa chọn tuyệt vời cho những người đang tìm kiếm một không gian sống hiện đại, tiện nghi và